Quang Đậu xin chào các bạn. Tối hôm nay là ngày 24 Giáng sinh thì mình có thể là mình đi ra ngoài đi ra ngoài xem thử tình hình năm nay là có dịch bệnh sống cái bình thường mới của thành phố Phan Thiết, để mình xem thử tình hình của một số nhà thờ họ tổ chức như thế nào. Nhưng mà mình tin chắc sẽ buồn. Thôi bây giờ mình cùng với các bạn mình đi nha. Xin chào các bạn. Các bạn sẽ thấy là nhà thờ Lạc Đạo, tòa giám mục ở Phan Thiết, thì đến đây là coi như chỉ đứng ở ngoài thôi, đứng ở ngoài không có cho vào vì sẽ ảnh hưởng. Đây là đến nhà thờ của Huỳnh Thủy, đường Lê Lợi. Nói chung là cái nhà thờ này là cái vùng xóm đạo thì sẽ tổ chức là treo đèn là rất là nhiều, nhưng mà năm nay là không có. Bây giờ mình sẽ đi về cái con đường Thủ Cô Hưng. Đường Thủ Cô Hưng này là con đường là coi như là có thể nói là mỗi năm là tổ chức là treo đèn đầy hết đó, treo đèn đầy đường. Nhưng mà ở đây các bạn thấy nó nhỏ thôi, mấy năm trước không có dịch thì quá trời luôn. Đây là con đường Thủ Cô Hưng, con đường chính xuống cái nhà thờ Thanh Hải của Phan Thiết mình. Nói chung là những năm trước là thường người ta thường về đây du lịch và tham quan của cái nhà thờ này, họ tổ chức rất lớn. Nhưng mà năm nay các bạn thấy thưa thớt, không ai dám đi, nói chung là không ai dám đi cả. Đó, đến khu nhà thờ mấy năm trước là sẽ có làm cái thông Noel đó, cái thông Noel rất lớn. Không khí là các thấy mà các bạn thấy không đó, không khí rất là tẻ nhạt. Nói chung là cũng đề phòng dịch bệnh thôi, nói chung là đề phòng dịch bệnh. Mình cũng liều mạng rồi mình ra ngoài để là ghi một số hình ảnh để cho các bạn xem. Ông không giận em vắng vẻ, rất là vắng vẻ. Đó là nhà thờ Thanh Hải đó các bạn. Đây là những cái đường hẻm, các bạn biết là những cái đường hẻm này hồi trước là người ta thi đua nhau, là người ta làm đèn rất là đẹp đó. Năm nay thì nói chung là không có. Thôi đến đây thì nói chung là mình ghi lại số hình ảnh để cho các bạn mừng tượng lại xem những cái năm mà các bạn đã về Phan Thiết mà đến nhà thờ Thanh Hải hoặc là các nhà thờ khác. Xin chào các bạn. Chúc các bạn an lành trong mùa Noel.